Con Phật tử, kính thưa các đấng sinh thành, lời đầu tiên Thầy xin trân trọng kính gửi đến tất cả quý vị lời cầu chúc hạnh phúc trong tình yêu thương của quyến thuộc. Năm ngoái Thầy có hứa đến giảng đường này một ngày trong cái mùa Du Lan. Tiếc là Thầy không có đến được. Phải một năm sau Thầy mới có cơ hội được gặp tất cả quý vị trong cái mùa Du Lan hiếu hạnh tại giảng đường này. Một ngày đặc biệt mà chỉ có những trái tim luôn hướng về ân nghĩa sinh thành và những trái tim luôn trân trọng những tình cảm của mẹ cha, chúng ta sẽ hội ngộ trong thiền môn. Và hy vọng rằng tất cả những cái nhân duyên đó sẽ chấp cánh cho những đóa hoa hiếu hạnh chúng ta dâng lên làm tặng phẩm cho mẹ cha và cuộc đời đầy hương hoa này. Xin một lần nữa chúc tất cả quý vị luôn hạnh phúc trong tình yêu thương của song thân. Kính thưa tất cả quý vị, Thầy nghĩ tới cái mùa Du Lan này, đặc biệt những người con mà đi làm ăn xa xứ sẽ rất là nhớ nhà. Tết thì chúng ta nhớ nhà cái kiểu khác, nhưng mà hãy Du Lan thì chúng ta sẽ nhớ cha mẹ ở một cái góc độ khác. Khi chúng ta đi cài hoa, ta thấy có nhiều Phật tử cài hoa trắng khóc là chuyện bình thường, nhưng ta thấy có những vị cài hoa đỏ cũng khóc. Thầy hỏi thì các vị đã nói là con không có cơ hội để về thăm gia đình, thăm mẹ cha của mình. Và đó là một cái điều mà khiến cho cái cuộc sống của con cảm thấy nó đơn thân, nó tủi phận khi mà mình không có được về thăm cha mẹ của mình. Thưa quý vị, thật ra đó thì chúng ta có một cái thói quen là chúng ta không trân quý những gì mà đang có. Cộng thêm tuổi trẻ bồng bột, cho nên mình dễ dàng hòa mình trong những cuộc vui với bạn bè, nhưng chúng ta lại ít dành những cái thời gian cho cha mẹ của mình. Và thậm chí có khi chúng ta còn thấy cha mẹ là cái rào cản, không có thoải mái cho cái cuộc sống của tuổi trẻ mình. Mẹ cứ bàn chuyện này, mẹ cứ cãi chuyện kia, cho nên là chúng ta đôi khi thấy gần mẹ nó phiền quá, gần ai kia thì nó lại thoải mái hơn. Phải không mấy cô, mấy cậu? Đó. Gần đi rồi thấy cái cảnh đời bạc đãi, con về ôm gối mẹ. Chứ biết ôm gối ai? Ôm gối ai nó cũng có điều kiện hết. Chỉ có ôm gối mẹ, chúng ta mới thấy được cái hạnh phúc vì mẹ là mãi mãi, là cho đi không đòi lại bao giờ. Khi chúng ta gặp một cái trắc trở gì đó trong cuộc sống, hay chúng ta vừa trải nghiệm một nỗi đau của sự phản bội, lúc đó dường như chúng ta mới nhận ra được cái nghĩa tình mà cha mẹ dành cho mình. Hôm nay Thầy muốn gửi đến quý vị một lời nhắn nhủ thôi, một lời ngắn gọn và nho nhỏ trong cuộc sống này. Chỉ mong rằng chúng ta không phải làm một điều gì đó quá muộn đối với lại cha mẹ của mình.
nhân mùa báo hiếu năm nay tại giảng đường chùa Xá Lợi, Thầy xin phép trình bày với lại quý vị qua chủ đề Mênh Mông Tình Mẹ. Kính thưa tất cả quý Phật tử, có một thầy bạn của thầy ở bên Mỹ gửi cho thầy một cái bài hát. Thì lâu rồi thầy không có liên lạc với cái vị thầy này, khoảng 10 năm hơn. Thì tình cờ thôi, không biết tại sao thầy lại gửi cho thầy một cái bài hát. Thì thầy mở lên thầy nghe, thầy nghe tiếng hát của ca sĩ nào thầy cũng không biết, thầy cũng không nhớ cái tựa nữa, mà thầy nhớ cái lời. Thầy nhớ cái lời nó là: đêm khuya trong mơ, mắt trông về nơi chốn xa mờ vậy đó, phải không? Nơi xa xăm kia, bạc ở phương xa. Mình có đủ lý do để mình không về với mẹ lắm. Con trai thì có lý do của con trai, con gái thì có lý do của con gái. Rồi khi độc thân thì cũng có lý do của độc thân. Rồi khi lập gia đình, có lý do của lập gia đình. Rồi khi có con, có cái, chúng ta cũng có lý do. Không biết đến bao giờ chúng ta mới có thể ở bên cạnh cha mẹ của mình. Có những Phật tử, thầy biết hoàn cảnh của các bác này rất là đơn độc, con cái nhiều nhưng chẳng người con nào ở bên cạnh chăm sóc. Nhưng mà khi thầy hỏi tới, thầy thấy ánh mắt chỉ thoáng buồn thôi, vẫn mỉm cười chấp nhận: không sao đâu thầy, con quen ở một mình rồi. Nói một cách chống chế và bào chữa cho con mình: tụi nó cũng cất nhà đàng hoàng, cũng kêu con về ở, nhưng con không quen thầy ơi, con ở quê quen rồi, con không quen ở chỗ phố thị sang trọng. Thầy hiểu được đó là một lời bào chữa cho con thôi. Chỉ có lòng mẹ mênh mông mới bằng mọi cách bảo vệ con mình, dù con mình đang bạc đãi mình. Rồi có những bà mẹ đi tới chùa, thầy hỏi thăm về gia đình, kể về những đứa con mà rất tự hào: thưa thầy, con hạnh phúc lắm, con của con nó không có biết xài tiền, dù nó làm ra rất nhiều tiền, nó chỉ biết gửi về cho mẹ, đưa cho mẹ, đi học xa nhà, học ở nước ngoài mà không bạn không bè gì hết, cái gì nhất nhất cũng mẹ, cho nên con hạnh phúc lắm, con của con ngoan lắm. Nhưng trên cuộc đời này bao nhiêu người mẹ được hạnh phúc như thế? Hẳn là ít lắm. Tại vì có những bà mẹ rất khổ vì con, gây ra bao nhiêu tội lỗi mẹ cũng phải gánh vác, gây ra nợ nần, phá làng phá xóm, sống vô đạo đức, sống buông thả, mẹ cũng phải gánh hết. Những đứa con đó có biết thương mẹ không? Nó cũng có đó. Nhưng mà khi ham chơi thì xếp mẹ ở một góc nào đó. Cho nên có những người con viết thư cho thầy, nói mùa Vu Lan này không có được về thăm mẹ ở nhà, tự nhiên nhớ mẹ da diết. Con không về được mẹ ơi, quê hương gần lắm mà dời dợi xa. Mặc dù phương tiện đi lại bây giờ đã được cải thiện nhiều, nhưng thật sự có những hoàn cảnh những người con phải xa mẹ, không thể về được. Ở miền Trung, miền Bắc vào đây lập nghiệp, hay là ở quê, miền Tây lên đây đi làm thuê, làm mướn, làm công nhân, đâu phải hô đi là đi được. Tội nghiệp cho mẹ đơn chiếc ở quê nhà. Buồn nhất là mình không về được,
mà bạn bè mình lại đi về quê. Cái cảm giác đó buồn lắm quý vị. Thầy nhớ hồi đó thầy đi tu, lúc ở Đại Tổng Lâm, năm 90-91, Tết thì các thầy cũng được về nhà thăm thầy tổ, rồi thăm người thân của mình. Thì chùa của mình ở diện chuyên tu thì ở Đại Tổng Lâm, thì thầy đâu có đi đâu được. Nhưng mà lúc đó có mấy thầy ở Châu Đốc đi học ở Tổng Lâm, thấy mấy thầy sửa soạn đồ đi về, mấy thầy nói: Thiện Thuận có gửi đồ gì về cho bác không? Kêu ba thầy bằng bác Năm: có gửi đồ gì về cho bác Năm không? Thầy lắc đầu, thầy nói: dạ không, cảm ơn huynh. Nhưng mà tự nhiên trong lòng mình cảm thấy nó buồn, mình muốn đi theo lắm nhưng mà không có đi được. Mình muốn đi về nhà, mình đi thăm nhà mình mà đâu có đi về được quý vị. Lúc đó hoàn cảnh nó khó khăn, đường xa cách trở, cộng thêm cũng không có tiền quý vị, không dám làm phiền thầy mình, không dám. Tại vì lúc đó thầy cũng bệnh hoạn, uống thuốc uống thang đi bệnh viện hoài, tốn tiền quá rồi, bây giờ mình đi về quê nữa rồi làm sao. Nhưng mà nhớ nhà là nhớ vô cùng. Thấy bạn bè mình đi về quê, đi về nhà, thật sự mình cũng muốn. Ai về tôi gửi buồn cao, buồn trước kính mẹ, buồn sau dân thầy. Thầy tức là ba đó. Gửi cả tấm lòng của mình là một buồn cao thôi. Gửi về quê, cao cũng là chất liệu ngọt ngào của quê hương, cũng là cái mà ba mẹ gặp nhau của ngày xưa rồi mới sinh ra mình. Cho nên cái buồn cao mà của đứa con ở xa gửi về quê, nó mang một cái ý nghĩa lớn lắm quý vị. Thầy nghĩ rằng mình người tu, mình không có quyền đòi hỏi những chuyện đó. Nhưng cho dù mình có tu đi chăng nữa, mình cũng vẫn là một con người. Mà một con người lớn lên ở đâu đi chăng nữa, nơi đó là quê hương của mình, thì chúng ta đi đâu cũng mang theo một cái nhớ da diết, nhớ quê nhà da diết quý vị, nhớ lắm. Giống như hồi sáng thầy giảng ở chùa Pháp Lạc, thầy có kể lại, thầy kể lại cái chuyện hồi nhỏ, ở trước sân nhà thầy có một cái sạp tre, mà tối rồi mấy anh chị em thầy với má thầy đi ra ngoài trước để nằm cho nó mát. Sau 75 không có điện, nó nóng lắm, phải ra ngoài trước sân nằm cho nó mát, rồi nhìn lên đếm sao trời, rồi nói bâng quơ vài ba chuyện. Rồi thầy kể lại cái chuyện mà thấy cái máy bay nó bay đó, mà đó mình không biết, mình tưởng sao xẹt cái chỉ, thì má thầy lái: đừng có chỉ con, bà xẹt đó, coi chừng chỉ cái bà bắn mình. Tức là những cái nó rất là mộc mạc dân gian, mà bây giờ mình nhớ lại nó là một ký ức ngọt ngào, chỉ có ở quê thôi. Ở quê mới có được những cái ngọt đó và những cái đẹp đó mà không thể nào tìm thấy ở đâu. Ai đi về phía quê tôi, làm ơn cho nhắn vài lời nhớ thương. Xa xôi buồn nhớ quê hương, mẹ già một nắng hai sương mỏi mòn. Ra đi một sáng tinh sương, mẹ ơi con vẫn nhớ lời mẹ khuyên. Lúc mới đi chúng ta sẽ nhớ, chúng ta nhớ hết, nhưng mà đi gặp con mắm kia quên hết, không còn nhớ nữa. Quý vị biết tại sao không? Có bà mẹ để bà tới, bà mắng vốn thầy vì hai đứa con của bà là đệ tử của thầy, hai đứa con trai. Mà thầy thấy ngộ ghê, nó là đệ tử thầy chứ thầy có đẻ ra nó đâu. Con cái thì giống cha giống mẹ chứ sao giống ông sư phụ, phải không quý vị? Bà nói đẻ nó ra nuôi nó mắc mệt, cực khổ lắm. Chồng con thì bị bệnh, đời sống thực vật đã 10 năm ở trong nhà. Con khó khăn, con cực khổ lắm mới nuôi hai đứa nó. Dặn dò đứa nào cũng nói con học xong con về với mẹ. Vậy mà cả hai đứa đi lên Sài Gòn rồi không đứa nào về với mẹ hết. Bà mẹ mới hỏi tại sao con không về với mẹ. Con hứa với mẹ mà sao kỳ vậy. Mẹ mày cho con vài năm nó đi mẹ, để con gầy dựng sự nghiệp cho em con ở đó yên ổn rồi con về với mẹ.
vài năm sau nó về quê dẫn thêm cục nữa. Mẹ, người này được không mẹ? Mẹ bé bà lắc đầu, bà nói thôi, con thương thì con cứ tới. Rồi xong rồi tới kỳ dựng sự nghiệp xong cái tới thằng em cũng vậy. Rồi hai anh em ở luôn ở Sài Gòn, không về. Rồi năn nỉ mẹ lên. Rồi bà mẹ bà tới bà nói với thầy đó, nhờ thầy nói giùm sao cho hai đứa, một đứa nó về quê nó ở. Bà nói sao tự nhiên con nhớ mấy đứa nó quá, con nhớ quay quắt, từ nào cũng nhớ, bây giờ cũng nhớ. Thầy hỏi sao vậy? Bà nói tại vì gần đây sao tự nhiên con thấy sớm con mấy đứa nó bị tai nạn cho trôi, nó chết nhiều quá, con sợ mấy đứa con của con. Thầy nói sợ thì cứ đi theo nó ở cho nó. Bà nói không, con lên Sài Gòn con băng qua đường con không dám, lên đó còn chết lẻ nữa. Thầy khuyên sao cho một đứa nó về nó ở với con. Mà quý vị biết, khi thầy hỏi hai anh em của các em này, nó cũng phải sám hối. Nó nói con nói thiệt, con cũng quên, có lúc con cũng quên mẹ con. Hồi trước thì ngày nào con cũng gọi điện về thăm mẹ hết, sau nó giảm dần, cho tới khi có người ấy thì quên mẹ luôn. Lâu lắm mới nhớ mẹ. Mẹ con cũng không nói gì hết, cho nên con nghĩ mẹ con chắc ở vậy cũng được. Nó nói dễ thương vậy, nó hiểu đơn giản, mẹ con ở vậy cũng được. Thầy nói không được thì sao hai đứa con học nữa đây? Phải được và sẽ được đến cuối đời này, vì mẹ chấp nhận làm chiếc bóng lặng thầm sau bước chân con. Trái tim của mẹ là như vậy đó, tình thương của mẹ là như vậy đó. Mặc dù đi tới chùa nhờ thầy nói, nhưng mà rồi cuối cùng cũng nói thôi thầy, con vậy chắc cũng được rồi, để khi nào con bệnh lắm rồi tụi nó hay về. Cho nên trong cái cuộc sống, thầy chỉ mong muốn tất cả những ai còn cha mẹ, dù mình có bận rộn đến mấy, vì sự nghiệp, vì gia đình riêng của mình, vì chồng hay vợ hay con cái của mình đi chăng nữa, cũng hãy dành một góc thật nhỏ cho mẹ cha. Một góc đó nó không đáng gì đối với cuộc đời của mình, nhưng nó sẽ là chốn bình yên vĩnh hằng cho chúng ta trú ẩn giữa phong ba của cuộc đời. Trong kinh Thi Ca La Việt, Đức Phật nói phận làm con có 5 điều cần phải làm đối với cha mẹ. Nếu quý vị lật ở trong cái bộ kinh Trường Bộ sẽ đọc được cái kinh Thi Ca La Việt này, 5 điều mà Đức Phật nhắc nhở. Thứ nhất là cung kính vâng lời cha mẹ. Thứ hai là phụng dưỡng khi cha mẹ già yếu. Thứ ba là giữ gìn thanh danh của cha mẹ. Thứ tư là bảo quản tài sản của cha mẹ để lại. Và thứ năm, lo tang sự chu đáo khi mẹ cha qua đời. 5 điều này thật sự người con nào cũng có thể làm được hết quý vị. Nhưng mà không phải người con nào cũng có thể làm trọn vẹn và đúng lúc. Cung kính dâng lời cha mẹ, chúng ta có thể làm được điều này. Không dám cãi lời cha mẹ. Cha mẹ nói mình im, mình không dám cãi. Thì thầy thấy có nhiều người con làm được điều này lắm. Cái thứ hai là phụng dưỡng cha mẹ khi già yếu, nhiều người con cũng làm được. Nhưng mà chúng ta không phải đợi cha mẹ tới già yếu chúng ta mới phụng dưỡng. Chúng ta vẫn có thể làm được từng ngày đối với cha mẹ của mình. Một ly nước, một cái khăn lau mặt, một cái bàn chải đánh răng được quẹt kem để sẵn ở đó, thầy đảm bảo rằng đó sẽ là nguồn hạnh phúc lớn cho mẹ cha. Thật ra chuyện đó không mất nhiều thời gian, nhưng chúng ta quen đón nhận từ cha mẹ, chứ chúng ta không có tập
để mà chăm sóc cho cha mẹ. Thầy thấy có nhiều người cha mẹ thương con tới mức ủi đồ cho con rồi để sẵn đôi giày đôi dép cho con ở đó, nhưng mà tới đi đâu không có lo được cho cha mẹ, không có để đôi dép cho cha mẹ, cũng không có soạn áo quần cho cha mẹ, thậm chí còn lý do mẹ khó tính quá, mẹ tự lo đi, phải không? Đâu thôi thử mình làm lần thử coi mẹ mình có chấp nhận không. Giống như bữa hôm có cái gia đình đi tới thăm thầy, hai vợ chồng với đứa con, mà cái chị vợ chỉ tới chỉ mặc cái đồ mà thầy nhìn mắc cười quá, cái áo không ra cái áo, mà cái đầm không ra cái đầm, mà cái gì nó kỳ quá, đồ ngủ không ra đồ ngủ, mà kimono không ra kimono, mà màu mè thì nó lè lẹt ghê hồn luôn. Chị cũng mặc đi chùa mà chị này là dân thẩm mỹ lắm, nhưng mà chị hạnh phúc lắm, chị nói con của con á, nó đi Mỹ nó mua cho con á thầy. Mẹ nó có 50 kg rồi, nó mua cái áo cho người 80 kg bận. Thầy nói bộ hết xây rồi hả? Nó nói dạ có sư phụ, nhưng mà cái xây này nó đang sale. Trời ơi, té ra nó mua đồ sale cho mẹ nó. Nó nói tại vì con hết tiền rồi, con có bao nhiêu à, mà con thấy đẹp. Bà mẹ rất dễ thương, con thấy đẹp thì mẹ thấy đẹp và con. Quý vị thấy không? Hạnh phúc đó. Đâu phải bà mẹ không biết đẹp, mặc cái áo nhìn thấy gớm vậy, giờ mà cũng mặc đi cùng làng cuối sớm khoe con nó mua rồi. Hạnh phúc không? Hạnh phúc lắm chứ quý vị, rất hạnh phúc. Bà mẹ đâu phải không biết điệu, phải không? Nhưng mà con của mình nó gói cả tấm lòng, nó tặng cái quà đó dù nó mua đồ giảm giá, nhưng đó là cái tấm lòng của con cái dành cho cha mẹ, cho nên cha mẹ trân quý lắm. Vì cha mẹ cho con là chuyện bình thường, nhưng mà con cái nghĩ về cha mẹ hiếm hoi lắm, và nó sẽ trở thành những cái mà rất là quý giá trong cuộc đời mẹ cha phải giành lấy, phải giữ lấy. Thầy nhìn thầy mắc cười quá, mà ăn mặc gì nó dị hợm. Thầy dùng từ dị hợm, thầy nói sao cái ăn mặc gì dị hợm vậy con, cà sùng, té ra nó mua cái áo của mấy cái bà Mỹ đó, cái bà mà cao cỡ khoảng 1 thước 75 mà nặng 80 kg vậy đó, mà trong khi mẹ nó có 1 thước 5 mấy à. Trời ơi, thầy nói mặc cái áo này mà độn vô thêm cái bao phân nữa cũng được, nó bự quá là bự. Nhưng bà mẹ hạnh phúc lắm, con trai của con nó mua, nó thấy đẹp là con trai, mẹ thấy đẹp là mẹ đẹp, và con hạnh phúc vô cùng, không quý vị? Cái hạnh phúc đó đâu phải là chúng ta tốn tiền, đâu phải chúng ta cầu kỳ, đâu phải chúng ta mất nhiều thời gian đâu. Nó xuất phát từ trái tim. Cái này gọi là phụng dưỡng đó. Cái tinh thần phụng dưỡng nó gắn liền với cái đời sống bình thường của chúng ta. Những cái rất là bình thường, những cái rất là nhỏ nhặt. Biết mẹ thích cái gì, mình mua cái đó, mà những cái rất là nhỏ trong cái khả năng của mình. Cái đó là phụng dưỡng đó, chứ không phải đợi tới cao sang, tới quyền quý. Thầy có góp ý với mấy em trẻ trẻ, thầy nói đi đâu mấy đứa con nhớ mua quà cho mẹ. Chỗ mẹ con có cần gì đâu thầy, bà có thiếu gì đâu, tiền bạc bà tùm lum, mua bà chê nữa. Thầy nói bà chê là chuyện của bà, còn mình mua là chuyện của mình. Con cứ mua thử xem con mẹ con như thế nào. Nó nói thôi con không mua đâu, anh con mua bị mẹ con chê bà bỏ đó kìa, bà không có thèm ngó tới. Thầy nói con mua thế con, anh con là khác, mẹ con là khác. Cái bữa đó nó cũng đi chơi, cái nó không biết mua cái gì, nó hỏi thầy giờ con mua gì cho mẹ con giờ. Thầy nói thì con phải biết là mẹ con thích cái gì. Thầy nói mẹ con thích hột xoàn không. Thằng nó cũng thiệt thà, nó nói mẹ con thích hột xoàn. Thầy nói thì con cứ mua đại hột é đi, nó cũng là hột đó, đừng mua hột vịt lộn được rồi. Mà thầy không nghĩ là nó thiệt thà hay là nó giả vờ, nó thiệt thà không biết nữa. Sinh viên gì học năm thứ hai là 20 tuổi rồi mà nó không biết mua cái gì hết á, đi đâu đi chơi đâu ngoài Bắc ngoài gì đó mà không biết mua cái gì. Thầy nói cứ mua đại cái bịch bánh bịch gì đó mua về, cũng là cái của mẹ, của mình cho mẹ, hoặc là mua một cái áo khoác hay là một cái túi xách gì cũng được. Thầy hỏi giờ con có nhiêu tiền, nó nói con còn được 600-700 vậy đó. Thầy nói trích ra 50% đi mua cái gì cũng được, một cái giỏ cho mẹ đi chợ cũng được, mà đi siêu thị xách cái giỏ. Nó nói trời ơi mẹ con xách đồ hàng hiệu không, LV, LV gì không à. Thầy nói thì con cứ mua cái giỏ đệm đi chăng nữa, thì cái đó cũng là tấm lòng của con mua thử coi.
không biết chả nghĩ làm sao. Đi ra chợ mua, quý vị biết mua cái gì không quý vị? Mua mấy cái đồ mà kê cái đít mấy cái nồi á. Là cái đồ nhắc nồi. Rồi mua mấy cái đồ kê đít nồi. Nhưng bà mẹ bà tự hào vô cùng, bà chụp hình bà gửi cho thầy. Con của con nó thương con lắm thầy, nó mua hai cái đồ nhắc nồi, trời phải nó mừng dễ sợ. Con luôn mua quá con quên mua mà nó rách hết rồi. Quý vị thấy không? Chỉ cần mình suy nghĩ một chút mình sẽ mua được món quà mà mẹ sẽ quý, dù nó là không phải là đồ đắt giá. Thầy hỏi nó, nó nói con thấy mẹ con lấy cái đồ nhắc nồi nó rách hết rồi. Rồi có bữa mẹ con lấy cái khăn cầm hai bên bưng cái nồi đem qua cái bàn ăn con thấy mà. Rồi mẹ con để xuống, quên để cái đồ lót cái đít nồi ra, cái nó bị nứt cái miếng kiến. Cho nên con nhớ, con cố con môi ra, trong trí nhớ con nhớ ra những điều đó con mua. Đâu có đáng giá vậy, chưa được 100.000 nữa quý vị thấy không. Nhưng đối với mẹ nó là một tài sản lớn. Nó là món quà không thể lấy gì mà thay thế được, vì nó được mua bằng cái trái tim suy nghĩ chân thật của đứa con hiếu thảo. Quý vị thấy cái hạnh phúc của người mẹ thật sự đó là khi cái tình yêu thương của con cái được bắt một nhịp cầu với mẹ. Cái đó không cầu kỳ, rất mộc mạc, rất chân chất và cũng không thể giả tạo được. Có nhiều đứa con nó làm bộ, nhưng mà mẹ nó nhận ra hết, mẹ nó biết hết. Mà nó cứ giả bộ thế này, giả bộ thế kia, nói dối cái này, nói dối cái nọ. Thì cuối cùng mẹ nó cũng nhận ra tất cả. Thì làm sao mà con người nó được bình yên được một khi nó sống giả dối như vậy, thưa quý vị? Phải không? Cha mẹ từ đi kiếm tiền mà lăn lộn trong cuộc đời, xin lỗi, có lúc cha mẹ cũng đanh đá, cũng gian dối để kiếm chén cơm manh áo cho con. Cho nên cha mẹ biết hết, lão luyện giang hồ mà, biết hết con cái của mình nó chân thật ở cấp độ nào và nó gian dối mình ở một cái góc độ nào. Cha mẹ biết hết. Cho nên ở đây khi chúng ta thể hiện cái tinh thần hiếu kính đối với cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ, giữ gìn thanh danh cho cha mẹ, bảo quản tài sản cho cha mẹ, và thậm chí chúng ta làm những cái tang lễ cho cha mẹ, cũng phải biểu thị bằng cái lòng chân thật của mình, chúng ta mới làm được điều đó. Còn không từ cái tấm lòng chân thật, không làm được đâu quý vị. Đây bát cơm đầy nặng ước mong, mẹ ơi đây ngọc dưới đây lòng, đây tình còn động trong tha thiết, ân nghĩa sinh thành chưa trả xong. Đây là một bài thơ mà thông thường quý vị chỉ được nghe khi các thầy hướng dẫn các vị cúng cơm cho cha mẹ, khi mình dâng cái chén cơm đó. Chuyện này nó đơn giản lắm, nhưng mà vì cuộc sống có khi chúng ta chưa từng bới cơm cho mẹ. Mình chưa từng bới cơm cho cha mẹ mình đâu, mà ba mẹ mình thì bới cho mình từ nhỏ cho tới bây giờ. Nhiều khi mình không có để ý, một chén cơm mà đích thân mình bới, mình nấu, nó ngon, nó ngọt, nó dở, hay là nó khét, nó cháy, kiểu gì đối với mẹ vẫn là ngon hết. Cho nên một ngày nọ, quỳ trước hương án của mẹ, chúng ta dâng bát cơm này, quý vị sẽ thấy lòng mình thổn thức lắm. Tận đáy lòng mình bỗng dưng trào dâng cảm xúc thôi quý vị. Mới ngày nào mẹ còn nắm tay mình đi trên con đường quê, bây giờ thì tay quê má thầy hay mặc áo túi. Không biết ở đây mấy bác Phật tử ở Sài Gòn đã có mặc áo túi không? Áo túi không phải là cái áo bà ba, nó có hai cái túi, rồi cổ là thường là cổ trái tim, phải không? Rồi xong cái đi đâu cái má thầy lấy thêm cái áo bà ba sọt vô, rồi đem thêm cái khăn chằn tắm, ở dưới quê thầy kêu khăn chằn tắm, dắt lên vai. Rồi đi đâu cũng gọn lắm, nhanh lẹ lắm. Cho nên thầy cứ tìm ai, thầy thấy nhìn thấy có người cũng dáng giống giống, cũng mập mập, cũng bự bự vậy, nhưng mà không có cái khăn dắt trên vai. Và đặc biệt là tóc
không có lò xò. Người già là tóc nó đâu có gọn gàng giống như thời còn trẻ, cứ lò xò tóc ở trên những cái dần trán nhăn. Cứ nhớ như thế. Mà mỗi lần về nhà tự nhiên thầy cứ buồn hoài. Cho nên khi đi thầy còn buồn hơn nữa. Về thấy cái cảnh nhà không có ai, trước sau nó trống. Rồi người chị ba của thầy cũng bệnh. Chỉ là trong thầy về từng giờ chỉ bệnh chỉ nằm đó. Thầy là không có thời gian để tâm sự nói chuyện với chị nhiều. Cứ các Phật tử cứ tới hỏi thăm thầy phải nói chuyện. Mình thì lại kể chuyện đông chuyện tây cho Phật tử nghe. Có biết đâu chị của thầy nằm ở trong buồng rơi nước mắt. Chờ hoài chờ không được. Thầy thấy nó tái lập lại cái cảnh của ba thầy ngày trước. Thầy đi về thầy cũng muốn thăm ba thầy mà không nói chuyện được. Phật tử cứ bu vô nhiều người ngộ ghê. Không biết là thầy đi về nhà là thời gian nó ngắn lắm để cho thầy, thầy dành cái thời gian đó với ba thầy cũng không cho. Cho nên có những cái nỗi buồn mà mình không biết bây giờ làm sao. Niệm Phật thì cũng niệm Phật, chứ không lẽ đi tu không biết niệm Phật. Nhưng mà niệm Phật thì niệm, nhưng mà buồn cũng cứ buồn, cũng cứ nhớ hoài da diết. Cái tình cảm của con người đúng là Đức Phật nói khó. Khi một khi chúng ta đã nợ không trả được. Quý vị suy nghĩ xem, chúng ta nợ mẹ mình bao nhiêu điều. Thầy xét bản thân thầy, thầy thấy thầy nợ má thầy rất là nhiều. Thứ nhất là nợ cái ơn sanh dưỡng. Thứ hai là thầy nợ má thầy một lời sám hối, một câu xin lỗi. Khi mình biết khôn, mình biết suy nghĩ, thì lại không có cơ hội để nói lời xin lỗi. Chỉ biết cố gắng tu tập. Thầy nghĩ rằng má của thầy chắc cũng bằng lòng với lại những gì mà thầy đã làm trong suốt mấy mươi năm qua, kể từ ngày xa cái ngôi nhà đó. Nhưng mà thâm tâm thầy thì một người con lúc trẻ cũng có những khi mình không có ngoan, làm cho má thầy buồn, và thầy chưa nói được cái lời xin lỗi. Bữa hôm thầy đọc một cái lá thư của một em Phật tử đó. Nó viết, nó cũng bày tỏ cái sự hối hận của nó, là nó nợ mẹ nó một lời xin lỗi. Khi nhận ra thì mẹ đã mất rồi. Tức là không nghe lời mẹ, theo bạn bè xấu, rồi kết hôn với một người con gái không đàng hoàng, và trách mẹ nó. Thậm chí nó không nhìn mẹ nó từ mẹ nó luôn. Rồi cuối cùng nó bị người vợ đó phụ bạc, mất hết tài sản. Phải không? Cô Diệu Phục cô kể, con của bà kêu bà bằng bà, xưng tôi không cần bà. Thầy nghĩ một người mẹ nào mà nghe con của mình nói như vậy chắc khóc hết nước mắt. Nuôi con tới lớn, lo lắng chăm sóc cho nó, nạt ngang tôi không cần bà nữa. Mẹ già ở túp liều tranh, sớm thăm tối giếng mới đành dạ con. Đây là cái nếp sống đạo đức mà trong Nho giáo gọi là thần tỉnh mộ khan. Và trong kinh Du Lan của chúng ta cũng có nhắc cái câu đó. Thần tỉnh mộ khan tức là sáng phải thăm, tối phải giếng. Thần là buổi sáng, tỉnh là thăm, mộ là buổi chiều. Khan tức là xem xét, là nhìn, tức là sớm thăm tối giếng. Nhưng mà nhiều khi cha mẹ trong nhà chung với mình, ta thấy có nhiều người con
Nghe mấy bà mẹ đó kể 3 ngày con chưa gặp mặt nó, con chưa nói chuyện được với nó 3 ngày. Con cũng không biết nó làm cái gì, nó nhọc nhằn kiểu gì, công việc ra làm sao, mà không gặp được nó. Mà ở chung một nhà, rồi mỗi khi muốn nói cái gì đó, định nói thì nó lại bận, nó nghe điện thoại. Nó nghe điện thoại với bạn bè nó có thể nó nghe cả buổi trời. Con ngồi con chờ nó, con đứng con chờ không nổi, tới con chờ không nổi, còn 5 lúc con chờ. Con ngủ một giấc con thức dậy, nó vẫn còn cầm cái điện thoại nó nói chuyện mà không biết nói với ai. Con mới hỏi nó, con à khuya quá rồi, còn nói chuyện với ai nữa. Nó quay qua nó nạt mẹ nhiều chuyện quá. Bà mẹ bác kể mà bác khóc. Bà nói con nhiều chuyện con mới nuôi nổi nó, mới đẻ ra mới nuôi nổi nó, chứ không nhiều chuyện sao nuôi nổi. Mà hỏi nó có một câu nó nạt. Trong khi hồi đó đó, có những chuyện nó hỏi con cả 100 lần con cũng phải trả lời. Lúc nó còn nhỏ, nó hỏi hoài con cũng trả lời hoài. Con kiên nhẫn trả lời cho nó nghe. Cái gì cũng mẹ mẹ, cái gì cũng hỏi mẹ. Bây giờ mình chỉ hỏi nó một câu mà không đúng lúc thôi, nó cũng nạt mình đành đạn nghe. Mà bà mẹ bà vừa nói mà bà vừa tức tưởi khóc. Tự nhiên ta thấy sao cuộc đời này có nhiều cảnh nó ngang trái đó. Rất nhiều những người con đang đau xót trong mùa du lan trọn cành hoa trắng, thèm lắm một tiếng mẹ. Chỉ biết kêu trong mơ, hoặc giả là kêu trong một đêm vắng đồng vọng về quê nhà hay trước án thờ của mẹ thôi. Làm gì có cái diễm phúc mà được ôm tay mẹ, được đứng bên cạnh mẹ mà nói mẹ ơi mẹ à. Những người con đó rất phung phí tình cảm của mẹ dành cho mình. Thưa tất cả quý vị, nói tới những vấn đề hiếu thảo thì chúng ta thấy có những người con rất thực dụng. Giữa cái đời sống bận rộn này, cứ nghĩ rằng chúng ta có tiền chúng ta gửi cho mẹ là đủ. Ai đã từng chăm sóc cha mẹ già rồi thì quý vị hiểu, có phải tiền bạc cung phụng cho cha mẹ đầy đủ món ăn, áo quần, thuốc thang là đã đủ chưa? Ai chăm sóc cha mẹ rồi, quý vị sẽ biết được cái tình cảm cha mẹ cần nơi mình nhiều hơn là tiền bạc. Biết rằng tiền nó có thể chủ đạo trong tất cả mọi sinh hoạt, nhất là khi cha mẹ tuổi già bóng xế. Nhưng tình cảm của con cái dành cho nó quan trọng hơn là tiền bạc, quý vị. Mình có tiền mình có thể lo được bác sĩ tốt chăm sóc cho cha mẹ của mình. Mình có thể để cha mẹ mình ở một cái nhà nào đó đầy đủ tiện nghi. Nhưng mà cha mẹ coi cúc, xin lỗi, cha mẹ đơn côi, tuổi phận, con cái thì bận rộn, cha mẹ cũng sẽ buồn. Có 2 bác đã tới nói với thầy là con ở tù lỏng, con của bác thành đạt lắm. Càng thành đạt thì nó càng có nhiều cái hoạt động xã hội bên ngoài. Cho nên 1, 2 nó cứ bắt vợ chồng con đi lên ở với nó trên Sài Gòn này, ở bên quận 7 đó. Mà con ở dưới quê đó, con ở với chị hai nó không cho. Nó 1, 2 nó bắt lên nhà đầy đủ tiện nghi, mà có khi 1 tháng con chưa gặp mặt nó 1 lần. Nhà không thiếu gì hết, tiện nghi đầy đủ. Nhưng mà con hỏi riết con cũng thấy mắc cỡ. Con gọi điện con hỏi khi nào con về vậy con, nó cũng chỉ hẹn con bận lắm mẹ, con bận lắm mẹ. Hỏi vợ nó cũng nói chồng con bận lắm mẹ, anh ấy bận lắm. Mà không biết bận cái gì, bận dữ vậy không biết. Cho tới 1 ngày nọ, thật sự là con không chịu nổi cái cảnh đó. Con thấy ở quê nó tình cảm hơn. Con hai con gái của con, tuy rằng nó nghèo nhưng nó rất tình cảm. Sáng nào nó cũng hỏi ba má ăn cái gì, sáng nào nó cũng hỏi hết. Con đi mua cho ba má ăn. Rồi
Nó mua về cho con với chồng con ăn xong, hai vợ chồng già thấy cũng vui. Nhà cũng ở quê mà đi chợ cũng phải mất hết 10 phút. Rồi xong nó đi làm công chuyện đó, ba đồng bốn đổi gì, tới 9 giờ nó chạy về, nó hỏi ba má, trưa nay muốn ăn món gì con nấu. Nhưng mà nó nghèo lắm, nó chỉ nấu được có hai món à, thường là món canh với món kho nữa thôi. Nhưng mà con thấy nó hạnh phúc, nó bình yên lắm. Còn ở đây ăn cái gì không được hết, toàn là đồ ăn lạ lạ không, mà nấu đầy, nấu ê hề hết, không ăn được. Ở dưới quê cũng tiếc từ chút mà lên đây nó ăn phung phí, ăn không được đổ bỏ trong thùng. Rồi con bệnh thì nó kêu bác sĩ rồi tới làm rần vậy đó. Bữa đó con bệnh, nó đi về, nó tới nó ngồi kế bên cái giường của con, nó rót một ly nước, nó nói má uống đi, con đang sốt vậy, con mệt, con nằm mấy ngày mà không hiểu sao tự nhiên con ngồi vậy, con uống một ly nước tỉnh bơ, uống xong khỏe luôn. Quý vị thấy không, ly nước nó còn hơn cả thuốc tiên, vì nó được rót từ nơi trái tim của đứa con. Cái tình cảm của người con, cái đó nó làm cho người mẹ vui lên, người mẹ có thể hạnh phúc hơn, cho nên vượt qua được bệnh tật. Thầy hiểu được điều đó. Thầy nói chẳng qua là bác vui quá, bác mừng quá, bác quên bệnh. Bác còn nói nó ước gì ngày nào nó cũng rót nước cho con, được con bữa à. Xong rồi bận tiếp. Đó, quý vị thấy tâm sự của một bà mẹ. Hạnh phúc của mẹ không phải là tiền bạc vật chất của con tạo ra, mà là cái tình cảm chân thật của con, dù đó là một ly nước lạnh. Cái tình cảm đó nó lớn vô cùng, làm sao chúng ta gượng ép ở đâu được quý vị. Chúng ta không thể gượng được, không thể ép được. Trưa nay thầy có nhận được một cái tin nhắn của một con bé Phật tử 11, 12 tuổi vậy đó. Thầy biết cái gia đình đó rất là khá giả, mẹ bị ung thư chết lúc còn nhỏ. Thì cái em bé này nó cũng không hiểu nhiều, nhưng mà khi lớn nó cảm nhận được cái điều đó, nó biết được. Mà mình mới thấy cuộc đời này nó có nhiều cái nghiệt ngã. Cứ dài ba ngày là nó nhắn tin, nó hỏi thầy nè, vậy chứ mẹ nó đi chừng nào về? Nó cứ nghĩ mẹ nó đi chơi không à. Thì tới bây giờ là nó 12 tuổi rồi, 11, 12 tuổi gì, nó biết khi nó đi chùa dự lễ Vu Lan với dì của nó, nó thấy dì nó cài hoa đỏ, nó cài hoa trắng. Nó hỏi dì nó, tại sao con với dì cài hoa không giống nhau? Thì dì nó mới giải thích cho nó, cài hoa trắng là dành cho những đứa con không còn mẹ. Thế là nó khóc. Nó khóc và nó nói nó nhớ mẹ nó. Thì nó nhắn tin cho thầy, nó nói là con rất là nhớ mẹ của con. Mà thầy không nghĩ một cái đứa con gái nó còn nhỏ mà nó nhớ mẹ nó tới mức mà nó khóc mà nó liệm đi, tức là nó ngất xỉu luôn. Nó nhớ mẹ nó tới cái mức như vậy. Thầy đọc cái tin nhắn đó thầy cũng thấy buồn, tại vì nó cũng gợi lại trong lòng thầy, thầy cũng nhớ má thầy. Trong hoàn cảnh như nhau thôi, nhưng chỉ thương cho nó còn nhỏ quá là phải chịu cái cảnh như thế. Hôm nay thầy
nói với quý vị nghe những cái chuyện này, thật ra nó cũng không có phải là cái chuyện mới. Nhưng mà ở chùa, thầy có tiếp một số Phật tử mà bị bệnh nan y sắp chết, thầy mới cảm nhận được cái tấm lòng của những người mẹ. Hầu như tất cả những bà mẹ đó biết mình sắp chết đều rất là lo lắng cho con của mình. Không biết mình chết rồi con của mình sẽ sống như thế nào. Thì có hỏi mấy Phật tử đó là tâm nguyện của con có điều gì chưa làm được, cần thầy giúp không? Thì đều khóc hết. Con chỉ sợ con của con nó khổ khi không còn con, khi con chết rồi. Đứa con nào không khổ khi mất mẹ? Mà con cái còn nhỏ 5-6 tuổi mà mồ côi mẹ thì đó là bất hạnh lớn. Rồi cái người chồng biết có giữ được như vậy cái tình cảm mà nuôi con không? Hay là lại dài 3 năm rồi vui với duyên mới? Người phụ nữ rất dễ mà chấp nhận cái số phận của mình và rất giỏi kiên nhẫn để chịu đựng trong cái cô đơn sống bên cạnh con cái. Cái lòng hy sinh của người mẹ nó lớn lắm, dù còn trẻ đó vẫn sống như vậy một mình để nuôi con sau khi chồng chết. Nhưng người đàn ông thì ít lắm. Cái này là nói thiệt, người đàn ông rất ít khi mà sống bên cạnh con cái của mình sau khi vợ mất mà lúc còn trẻ. Khi nghe những bà mẹ đã nói, thật sự thầy thấy nhói lòng. Bởi vì mẹ yêu thương con quá. Tấm lòng của người mẹ là như thế mà mình không có hiểu nhiều. Có khi mình cũng chỉ biết qua sách vở, rồi cuộc sống đầy cạm bẫy. Lòng ích kỷ và ngã chấp của mình nó cao quá. Chúng ta cũng phải dẹp mẹ lại ở một bên. Trên đời đứa con mà mất mẹ sớm khổ lắm. Thầy nhớ lâu lắm rồi, thầy có dịp đi về ở quê thầy giảng thì ngủ lại ở một cái chùa đó. Tức là cách đây cũng 10 mấy năm, khoảng năm 98-99 gì đó. Mà quý vị biết khi thầy giảng thầy ngủ lại cái chùa đó, ngủ không được. Cái dãy nhà của cái chùa đó, cái vách đó, cái chỗ mà để thầy ngủ đó, nó nằm sát với cái vách nhà của người ta. Ở giường mà sát với cái nhà, mà nghe tiếng con nít nó khóc sáng đêm. Cái nhà bên cạnh, con nít nó khóc cái gì thôi mà nó khóc quá là khóc. Khuya lắm quý vị, thầy không ngủ được. Thì thầy nghe tiếng một người đàn ông, một người đàn ông mà hát ru, hát ru đưa đứa con ngủ, mà nghe nó não nề vô cùng. Cái lời ru nó buồn quá. Thầy không có nhớ rõ cái câu đó như thế nào. Trước đây thầy có thuộc, nhưng bây giờ tự nhiên thầy không có nhớ. Nhưng đại khái là cái ý nghĩa của cái lời ru là nói về cái thân phận mình mà gửi gắm cho tới đứa con. Đừng có khóc nữa, mẹ con chết rồi. Tự nhiên thấy nó buồn quá. Cái tiếng của một người đàn ông hát đưa cho đứa con ngủ, mà cái đứa con thì nó khóc. Thì nghĩ chắc nó đau bụng, đau ban gì đó, nó sốt, nó gì đó, không có biết cách để chăm sóc. Người đàn ông sao biết cách chăm sóc con bằng người đàn bà. Cái thiên chức chăm sóc con nó thuộc về người phụ nữ. Người đàn ông có khéo cách mấy cũng không bằng, cũng không thể chăm sóc con.
rồi thầy cũng ngủ thiếp đi. Tới sáng ra cũng lại nghe tiếng khóc, nghe tiếng khóc của đứa con nít đó, nhưng mà không phải tiếng ru của người đàn ông mà tiếng ru của một đứa con nít khác, nó lớn hơn chút, thầy nghĩ chắc chừng 8-9 tuổi vậy. Nghe nó buồn quá là buồn, cái tiếng giọng kẹo cà kẹo kẹt. Em tôi khát sữa bú tay, ai cho bú thép ngàn ngày mang ơn. Thầy không nghĩ là một cái đứa nhỏ mà nó 7-8 tuổi mà nó biết hát ru em đó. Thầy nghĩ chắc nó nghe từ ba nó thôi. Thầy hỏi thầy trụ trì, thầy trụ trì nói anh đó anh khổ lắm, vợ anh bị tai nạn chết. Mà mình mới thấy cái tai nạn nó cũng nghiệt ngã, tức là đi làm ngoài đồng á, giông gió rồi nó bay cái tấm tôn sao chúng chỉ cắt đứt người chết, chết thê thảm vậy. Hai đứa con một mình gồng gánh. Nghe thiệt là nó buồn quá. Rồi cái đứa con nó cũng ru, nó cũng hát ru. Mà thầy nghĩ người lớn hát á, thì thầy không có buồn. Nhưng mà cái tiếng con nít, cái giọng nó non lắm, 7-8 tuổi à, bập bà bập bởm vậy. Nó nhớ lớn ba nó hay là hàng xóm gì hát. Má ơi đừng đánh con đau, để con bắt ốc hái rau má nhờ. Tự nhiên mình nghe cái đứa con nó nói vậy sao thấy nó buồn quá. Chỉ biết đi bắt ốc hái rau cho má nhờ, để má đừng có đánh mình nữa. Cái cảnh nghèo mà, ở quê mà, phải nói là tình cảm nó lai láng, nó chan chứa trong cái câu hát, từ cái tâm niệm của những đứa con. Má ơi đừng đánh con hoài, để con kho cá bầm xoài má ăn. Món ăn nó đơn giản mộc mạc, nhưng trong cái suy nghĩ của đứa con, nó là sơn hào hải vị, cá kho với xoài bầm thôi, để đem lên cho má. Mà thầy ngồi mà thầy buồn, thầy nói cuộc đời này còn bao nhiêu nỗi bất hạnh như thế nữa. Đúng là thầy nghe cái tiếng anh đã hát như thế này, đêm nghe trống điểm trên lầu, nửa thương phần vợ nửa sầu phần con. Đêm nằm nước mắt nỉ non, con ơi đừng khóc mẹ con chết rồi. Thầy nghĩ một cái người đàn ông mà cái giọng nó buồn, thật là buồn, mà đâu có ru được quý vị, đọc cái kiểu hời hời vậy đó, đọc mà ngâm vậy thôi chứ không phải là ru. Nghe mình thấy cái cảnh nó buồn quá là buồn, mà cái tiếng đứa con nít nó khóc, mà quý vị biết trong đêm vắng mà cái tiếng con nít nó khóc như xé lòng mình vậy. Cảnh chùa quê đã nghèo, đèn để leo lét, âm u. Cách đây gần 20 năm rồi. Rồi bên cạnh đó một cái nhà lá với mấy cái mương dừa, mương nước vậy, ghe chạy tạch tạch ở ngoài sông. Trong này tiếng đứa con nít khóc, người cha mà ru vậy, buồn quá. Mà cái giọng của anh nó thiệt là buồn, anh đọc nghe nó buồn, buồn vô cùng là buồn. Rồi mới sáng sớm đã nghe cái tiếng của đứa con của anh nó ru cho cái đứa em đó. Tức là cái đứa chị mới có 8-9 tuổi thôi. Anh đi làm ruộng, anh phải đi làm, đi ra ngoài đồng sớm đi khui nước đi này kia cái nọ, làm ruộng làm rẫy. Ở nhà giao cho cái người đứa chị nó giữ đứa em, đứa chị mới 8-9 tuổi, giữ đứa em mà mới có chưa được 1 tuổi mà nó khóc, nó đau, nó bệnh như vậy. Thầy đi qua thầy thăm, thầy hỏi thăm vậy, thầy nghe thầy qua thăm. Mà quý vị tính đi, mấy năm đó thầy cũng đâu có tiền, không tiền không bạc gì hết, rồi muốn giúp cũng đâu có giúp được. Rồi thầy gom hết tài sản của thầy cho cũng được có 200-300 ngàn, chứ mấy mà 200-300 ngàn thầy đó là khá lắm nha quý vị, chứ không phải là ít đâu. Thầy cho ảnh, thầy cũng chờ cho tới trưa ảnh về đó, thầy đem tiền của thầy cho.
mà thầy xin thầy chủ trì đó cho được 10 ký gạo với một ít đồ nhu yếu phẩm, nước tương rồi thầy đem qua thầy cho. Thầy thấy ảnh đi về, ảnh xách thêm một cái thùng mà cua cá vậy, ảnh bắt tùm lum rồi tới rồi ảnh chẻ củi, ảnh bắt lên ảnh nấu cơm nấu nước gì mà thầy thấy nó buồn quá. Những đứa con nó lớn lên từ những cái nỗi buồn phiền, những ngang trái nghịch cảnh của cha mẹ, nó có biết không, nó có hiểu không, hay bây giờ chỉ thấy có tiền có bạc, sự nghiệp rõ ràng của cha mẹ. Tôm càng lột vỏ bỏ đuôi, giả gạo cho trắng mà nuôi mẹ già. Đói lòng ăn đọt chà là, để cơm nuôi mẹ, mẹ già yếu răng. Nếu người con nào cũng là như thế thì chắc chắn sẽ không có nước mắt của mẹ rơi trong cuộc đời này. Nhường lấy những cái ngon cái ngọt cho mẹ của mình, đói lòng để ăn đọt chà là thôi. Nhường cơm để nuôi mẹ vì mẹ già yếu răng này. Thầy chỉ mong rằng ở hoàn cảnh nào thì chúng ta còn cha mẹ, chúng ta hãy để ý đến cha mẹ của mình một chút. Và mình cũng nên thông cảm với cha mẹ của mình một chút. Sáng nay thầy có hỏi một câu hỏi rất là khó trả lời. Thầy hỏi các bạn trẻ từ 30 tuổi trở xuống, thầy nói nếu như mẹ mình có bạn trai mình có chấp nhận không? Thầy có một cái con bé đó, nó giơ tay, khó không chịu. Thầy hỏi tại sao? Nó nói mẹ con có chồng khác, mai mốt đẻ em bé mẹ con đâu có thương con nữa. Mẹ con phải thương em hơn. Thầy hỏi lại câu hỏi đó, thầy có rất nhiều bạn trẻ chấp nhận. Thầy có một cái em trai, thầy hỏi tại sao con đồng ý, con không sợ à? Nó nói dạ không, tại vì có thêm một người đàn ông nữa chăm sóc cho mẹ thì con sẽ đỡ vất vả và bù đắp cho mẹ được nhiều thứ. Thầy hỏi có chắc không, con không sợ là mẹ con thương người đàn ông đó hơn con sao? Nó nói dạ không. Bởi vì sao? Bởi vì bao giờ con là con của mẹ vẫn hơn người khác. Nó chắc chắn như thế. Nghe nó trả lời xong có một số bà mẹ vỗ tay quá trời. Được ủng hộ mà. Được ủng hộ khi có bạn hữu hỷ tuổi già thôi, chứ không phải là bỏ bê gia đình rồi mê. Tại vì có nhiều Phật tử thầy cũng tức chết đi. Xin lỗi nha, thầy phải dùng cái từ hết sức là trần tục, đó là mê trai. Chồng con vậy đó, bỏ ngang bỏ ngửa vậy đi, đi theo mấy cái người trẻ hơn mình cả chục tuổi. Rồi con cái nó hiếu thảo lắm quý vị, nó không dám nói, nó sợ mẹ nó buồn. Rồi nó nói với thầy, thật sự thầy cũng đâu có dám nói chuyện của người ta, mình xí vô mất công rồi, cái bánh ông rảnh quá ha. Rồi mình trả lời làm sao, phải không? Nó dễ thương lắm, mấy đứa thanh niên học tốt nghiệp đại học ra trường rồi mà nó nói con không chấp nhận mẹ con, dù con thông cảm. Con thông cảm mẹ con có bạn nhưng con không chấp nhận vì con là đàn ông. Con thấy mẹ con đối xử với ba con như vậy không tốt. Ba con gầy dựng nên sự nghiệp cho ngôi nhà này, bây giờ ba con bệnh nằm một chỗ, mẹ con lại phản bội như vậy, con không chấp nhận. Nó mới hỏi thầy, cho thầy bày cho con cách nào để con khuyên mẹ con đừng có chơi nữa. Ham vui chơi nhiều quá không có được, con không chấp nhận đâu. Con thông cảm thiệt là mẹ con còn trẻ, 40 mấy tuổi, nhưng mà mẹ con làm như vậy không được. Thầy mới bày cho nó, thầy nói với mẹ là con trai nhờ đức mẹ, con của mẹ mai mốt có gia đình, rồi con dâu của mẹ đối xử với con trai mẹ thì mẹ có chấp nhận không? Bà biết ngay có đạo diễn. Chứ nó thiệt thà đâu có dám. Nó cũng ngu nữa, nó nói sư phụ con biểu con nói, thằng ngu dễ sợ. Bà bóc điện thoại lên bà gọi cho thầy liền, thầy suối con, nó chửi con à. Thầy mới nói không có.
Thầy chỉ gợi ý cho nó để nhắc nhở con dừng lại những cuộc chơi đi. Như vậy không có được đâu. Bà mẹ đó dễ thương lắm. Con đâu có phải là hư thân mất nết vậy đâu à, chỉ hẹn hò một chút thôi. Trời ơi, mê trai mà không mất nết. Nhiều lý do bào chữa ghê gớm quá. Thỉnh thoảng cũng có một vài bà mẹ cũng không có được trọn vẹn. Nhưng thưa với lại tất cả những người con, dầu cho mẹ mình có điên có khùng, để có tầm thường, có bậy bạ, có mất nết đi chăng nữa, cũng là một người từng một thời mang nặng, đẻ đau và cưu mang chúng ta khôn lớn. Nếu không có bà mẹ mất nết đó, sẽ không có mình ngày hôm nay đâu. Cho nên cứ thông cảm với mẹ đi, cứ bao dung cho mẹ đi. Chắc chắn một ngày không xa, mẹ sẽ sống lại với thiên chức của mẹ, đó là cho đi không đòi lại bao giờ. Quý vị thấy ngày xưa người ta có gia đình, thực ra người ta rất là sợ. Rất là sợ khi mà có gia đình rồi mình không có được chăm sóc cho nhà mình nữa. Tại vì ngày xưa mà có chồng rồi là thuộc về nhà chồng rồi, phải không quý vị? Nữ sanh ngoại tộc mà, có chồng là đi về bên nhà chồng, lo chăm sóc cho nhà chồng, chứ đâu có lo cho gia đình mình được nữa. Nhưng mà sau lưng mình là một đám em, cha mẹ nào gánh nổi, mới lớn lớn chút xíu lấy chồng mất tiêu rồi. Cho nên có nhiều người con hiếu thảo, dễ thương lắm, đặt ra một bản hợp đồng như thế này: em thì đi cấy ruộng đồng, anh đi cắt lúa để chung một nhà, đem về phụng dưỡng mẹ già, muôn đời tiếng hiếu để ta còn truyền. Dễ thương không quý vị? Nói hợp đồng cho nó giống với thời đại, chứ thực ra là một cái lời năn nỉ. Em chấp nhận cuộc hôn nhân này, vợ chồng mình đi cày đi cấy thôi, không? Em đi cấy ruộng, còn anh đi cắt lúa, nhưng mà về để chung một nhà, để chăm sóc nuôi mẹ già, sau này lòng hiếu để đó, để lại cái tiếng thơm cho con nữa. Khi đọc những câu ca dao này, thật sự thì thấy cái lòng hiếu thảo của con cái nó chan chứa, chứ không phải đứa con nào nó cũng ngỗ nghịch, biết thương cha mẹ lắm. Nhưng liệu bên nhà chồng có đủ bao dung để cho mình chăm sóc nhà mình không? Chỉ có người trong cuộc mới hiểu được mà thôi. Lúc đầu thì cũng ngon ngọt, cũng nói những điều tốt lắm, nhưng rồi sau đó thì lại cấm ngăn. Nhiều khi gia đình mình nghèo nữa, cho nên mình mặc cảm. Quý vị thấy trong lá sầu riêng không? Nhớ không? Nhớ lá sầu riêng không? Đó, thương con quá, đi lên thăm con vừa về, ta nó mất mấy lon gạo. Quý vị nhớ cảnh đó không? Trong cái vở kịch đó, thực ra đó là một sự thật. Cho nên lấy chồng rồi là coi như khó lắm, rất khó mà chăm sóc cho gia đình mình. Rồi lo bên nhà chồng, xin lỗi, biết cha mẹ chồng có thương mình không? Muôn đời nước mắt vẫn chảy xuôi, một giọt máu đào hơn ao nước lạ. Có thương con dâu cách mấy rồi cuối cùng cũng binh vực con trai của mình. Ta thấy có mấy bà mẹ đi tới chùa đó, kể cho thầy nghe về con dâu. Con trai của mình là hư rành rành mười mươi đó, bỏ bê gia đình, bỏ vợ, bỏ con, gây một đống nợ cho vợ con ở nhà làm. Vậy mà bà mẹ này cũng nêu ra lý do nó không biết chăm sóc chồng nó. Nó nấu cơm dở, ăn nói dục chạc, cho nên chồng nó chán đi ra ngoài có vợ khác là phải rồi. Tự nhiên thân phận của người phụ nữ đi làm dâu, đi lấy chồng, thầy thấy tội quá. Con dâu bây giờ không biết làm sao ha. Con dâu tân thời nó xử lại mẹ chồng nó luôn. Đi đâu cho thiếp theo cùng,
đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam. Ví dầu tình có dở dang, thì cho thiếp gọi đò ngang thiếp dìa. Đi lấy chồng qua bên kia sông thôi. Chỉ biết người chồng cầu mong chồng thương mình, chồng không thương nó chịu chết. Mẹ chồng, ba chồng, rồi cái đám em chồng, mấy cái con nhỏ cô đó, mỏ nhọn ghê lắm. Cho nên không sợ cha mẹ chồng mà sợ mấy cái bà cô em chồng. Thầy không hiểu tại sao. Thầy có hỏi mấy bác, thầy nói mà tới tuột vết. Thầy có hỏi mấy bác Phật tử già già, thầy hỏi hồi xưa đi làm dâu làm sao. Thầy hay ngồi tâm sự mấy bác kể hết. Mấy bác kể thầy mới biết, bác nói trời ơi sợ lắm thầy. Nó cứ chót chét, nó thọp thẹp, nó nói. Rồi cái bà mẹ chồng bà phải nghe, bà nghe nó, chứ bà đâu có nghe mình. Rồi buồn quá biết làm gì, cũng không dám nói với chồng. Nói với chồng thì chồng sẽ rơi vào hoàn cảnh khó xử. Bên tình, bên hiếu, bên nào nặng hơn. Cho nên cứ nước mắt thôi. Rồi chồng hiểu không nói gì, chồng không hiểu nữa. Rồi lạnh lùng, rồi im lặng. Cho nên đó là những chuỗi ngày đắng cay. Cho nên cứ năn nỉ chồng, đi đâu cho thiếp theo cùng là vậy đó. Đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam. Thì chỉ cần đi với chồng thì do lắm hầu hạ cái ông này thôi cũng đỡ. Còn bên kia nguyên một cái ekip đó, trời ơi nó chu vô chu ra cái mỏ, nó chịu đời sao thấu. Trời ơi chăm sóc cho cả một tập đoàn đó, có nước cắn lưỡi mà chết, chưa vừa bụng nữa. Giống như cái bà bác đó, bác kể thì nghe bà nói trời con có biết làm gì đâu. Thầy mới về nhà chồng thôi, ông già chồng ổng nói là nghe, bữa nay ba thích ăn kho quẹt. Chưa kịp hiểu ra kho quẹt là gì, bà mẹ chồng nói mẹ thích ăn kho khô. Bà nói con có biết kho quẹt cái kho khô là cái gì đâu, con đi hỏi không chồng. Chồng nói kho quẹt cái kho khô là một đó bà. Phải không quý vị? Phải kho quẹt cái kho khô là một phải không? Tức là kho làm sao mà cho nó cháy dưới cái nồi đất đó. Ở xưa dưới quê mình kho đồ, kho là kho trong cái nồi đất, cái ơ đất phải không? Kho là cháy, cái đó gọi là kho khô hoặc là kho quẹt. Đó. Ba chồng với má chồng nói hai món, thực chất có một. Bà này làm dâu bà đâu có biết cái gì, bà vô bà khóc thút thít. Bà hỏi chồng bà kho khô là gì, kho quẹt là gì. Hai người đòi hai món em không biết làm. Cho nên chỉ xin đi theo chồng thôi. Rồi mới đưa ra một vấn đề, lỡ mà tình có dở dang thì cho thiếp gọi đò ngang thiếp về. Đâu dám đi về, đâu dám về nhà mình. Lỡ mà có đau khổ chàng có phụ tình thì cho xin được gọi đò ngang để băng qua con sông về với cha mẹ của mình. Thiệt là đau khổ quá. Thân phận người phụ nữ là như vậy đó. Tức là mẹ của mình chịu khổ như vậy, sanh ra mình, nuôi mình tới lớn lên, bao nhiêu cay đắng đoạn trường. Vậy mà mình không hiểu, mình cứ làm chồng làm chéo thế này thế kia thế nọ, thì tự nghĩ cuộc đời của mẹ sẽ đi về đâu. Con nguyện dâng bớt tuổi thọ 10 năm, 10 năm ấy dẫu vàng son gấm vóc, 10 năm ấy dù hương vàng châu ngọc, phủ che đời danh vọng cũng không ham. Con vui chỉ mấy khó cảnh trần gian, khi cha mẹ sức mòn theo hạnh nghiệp. Thầy có đọc được một đoạn thơ này của một... Trong truyện Kiều cũng có câu rất là hay. Để lời thệ hải minh sơn, làm con trước phải đền ơn sinh thành. Phải nói hai câu này rất là hay. Đây là tâm trạng của Kiều, đã có thề non hẹn biển với lại chàng Kim rồi. Nhưng mà cũng phải để lại cái lời thề non hẹn biển với người trong mộng của mình, mà lo chữ hiếu cho nó vuông tròn. Sao cho cốt nhục vẹn tuyền, trong khi ngộ biến tùng quyền biết sao. Duyên hội ngộ đức cù lao, bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn. Để lời thệ hải minh sơn, làm con trước phải đền ơn sinh thành. Quyết tình nàng mới hạ tình, rẽ cho để thiếp bán mình chuộc cha. Có thể nói 8 câu trong truyện Kiều này, nó lột tả được hết tâm trạng của một người con gái hiếu kính đối với
đối với cha của mình. Đời người con gái ai không có ước mơ, phải không? Có hết. Ước mơ thật nhiều, nhưng rồi trời cho được bao nhiêu, đến khi lấy chồng chỉ còn mối tình mang theo, phải không quý vị? Cái đó là Vũ Thành An viết, thầy nhớ đâu thầy nói đó thôi. Ở đây mình mà thấy được cái lòng hiếu thảo của nàng Kiều mà được Nguyễn Du lột tả viết lại từ tác phẩm mà Kim Vân Kiều của Thanh Tâm Tài Nhân. Cái lòng hiếu thảo của con người ta nó thốt ra trong từng câu từng chữ như vậy, thì tương lai của mình, tình yêu của mình, tất cả cũng chỉ xếp lại mà thôi. Đứng giữa hai lựa chọn, bên tình bên hiếu, bên nào nặng hơn, thì người con gái ngày xưa không thể giữ vẹn được cả hai. Cuối cùng Kiều quyết định hy sinh tình yêu của mình để đáp đền ân thâm của cha. Thật ra đây là một sự lựa chọn khắc nghiệt, rất là khắc nghiệt đối với thân phận của một thiếu nữ khuê cát của ngày xưa. Người thiếu nữ trong sáng, cao thượng, nhưng lại bị cuộc đời ngang trái nó đẩy đưa, để cho mình phải đau khổ. Kính thưa tất cả quý vị, chúng ta có thể bắt gặp được tất cả những cái hình ảnh mà gợi cho chúng ta cái suy nghĩ về tình cảm mênh mông của mẹ dành cho con ở trong cuộc sống này. Chỉ cần nhìn ra ngoài đường phố, ở giai tầng nào chúng ta cũng nhìn thấy được mẹ chăm sóc cho con. Dù là đi bán vé số bên vỉa hè, hay là những bà mẹ cao sang, chúng ta đều có thể bắt gặp được. Đi vào chợ chúng ta cũng bắt gặp được, đi vào trong shop chúng ta cũng có thể bắt gặp được. Nhiều khi những người mẹ không mua gì cho mình mà đi lựa đồ cho con thôi. Chỉ cần chúng ta để ý một chút, chúng ta sẽ có thể bắt gặp và cảm nhận được. Nhưng điều đó không quan trọng bằng chính nỗ lực của bản thân mình làm gì để đáp lại cái nghĩa tình mênh mông của mẹ dành cho mình. Chúng ta biết cái ơn đức của mẹ, nghĩa tình của mẹ là một chuyện, nhưng mà biết cách để đền đáp và cố gắng để đền đáp, đó mới là một cái điều quan trọng hơn hết đối với lại người Phật tử của chúng ta. Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc. Thầy nghĩ câu này ai cũng biết, và nó sẽ là một câu nói bất hủ cho chúng ta đáng ghi ở trên bàn làm việc của mình, ở trong căn phòng của mình, để trong cuộc đời này những người mẹ chấp nhận cái số phận của mình rất khổ để nuôi con, nhưng sẽ mỉm cười khi biết con của mẹ là đứa con biết ơn và mong được đền ơn. Ai làm được tất cả những điều đó? Chính là chúng ta xây dựng cho mình một đời sống tâm linh an ổn và gây dựng được một nền tảng đạo đức cho chính bản thân mình và con cháu của mình ở tương lai. Du Lan đến rồi sẽ đi một lần ở trong năm thôi, nhưng đời mẹ như chiếc lá vàng cuối thu, một cơn gió thoảng nhẹ thôi lá sẽ lìa cành. Nhưng chất liệu của lá và nhựa của lá đã để lại ở trên cành, ở trên cây, tiếp tục nuôi sống cây qua mùa đông. Du Lan chỉ là một lễ hội
để cho chúng ta bâng khuâng nhớ về ân nghĩa sinh thành khi mùa thu đến. Nhưng tình mẹ thì còn mãi đi theo ta đến suốt cả cuộc đời này. Không phải đợi tới Du Lan chúng ta mới nghĩ tới ân tình cha mẹ, không phải đợi tới tháng 7 chúng ta mới lo báo hiếu, mà ngày nào trong cuộc đời này chúng ta hãy còn cảm nhận được cái đẹp, cái xấu, cái vui, cái buồn, là ngày đó chúng ta vẫn còn nợ ân tình của mẹ. Cho nên rất mong tất cả quý vị hãy làm điều gì đó trước khi quá muộn. Như thế sẽ là một đóa sen tươi thắm chúng ta dâng lên tặng mẹ trong mùa báo hiếu. Xin tạm biệt quý vị. Chúc tất cả các bà mẹ luôn hạnh phúc trong tình yêu thương của những đứa con, những đứa con đã từng phản bội mình. Và chúc quý vị cũng được ấm áp trong vòng tay yêu thương của mẹ khi mẹ đang còn. Xin cảm ơn quý vị. Nguyện đem